Ok, good morning, xin chào các anh chị. Hôm nay là thứ sáu và hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Và trên cái chủ đề ngày hôm nay hỏi đáp, một trong những cái mục tiêu của đội nhóm GIF đó là cung cấp thêm cho các anh chị em chúng ta những kiến thức, đầu tiên là những kiến thức căn bản, rồi sau đó sẽ gồm những kiến thức nâng cao. Tại vì trong cái ngành mà chúng ta đang làm, một nửa, 50% cái việc chúng ta đang làm liên quan về dược thảo, sức khỏe, và dĩ nhiên là 50% kia nó liên quan về sắc đẹp và vóc dáng, trong uống và ngoài thoa. Và trong cái vai trò là một nhà phân phối của Nu Skin, một cách nào đó trong cái vai trò một người tư vấn, đúng không ạ? Tức là chúng ta đi giới thiệu sản phẩm và chúng ta giới thiệu cơ hội, nhưng mà rồi chúng ta cũng phải là một người chuyên môn, có những cái kiến thức chuyên nghiệp chuyên sâu trong cái việc chúng ta đang làm. Và một trong những cái lĩnh vực đó là về da, mà hiện tại bây giờ chúng ta phần lớn là chưa có đầy đủ lắm. Và hôm nay trên Zoom cùng với An và với các anh chị thì chúng ta có Nhung Nguyễn tới từ Calgary, Canada, một bạn trẻ có chuyên môn về da, và hôm nay sẽ cùng co-host với anh trong cái chương trình này. Nhưng có thể tự giới thiệu. Dạ, xin chào anh An, xin chào tất cả mọi người, cả nhà. Em là Nguyễn Thị Tuyết Nhung, em sống ở bên Calgary, Canada. Hôm nay thì em qua Montreal. Em làm trong ngành mỹ phẩm cũng hơn 14 năm, là manager cho một những cái hãng mỹ phẩm lớn của nó gọi là The Bay đó. Rồi em cũng có làm ở Haute Renfrew, những cái sản phẩm mà từ rất là mắc tiền cho tới cũng của châu châu Âu, châu Úc, châu Mỹ. Em làm về giống như là skin care analyst, giống như là em có thể là em có bằng, em có thể theo giống như nhìn vào cái da của một người, em có thể biết được là người ta cái da loại gì và mình recommend cái sản phẩm đúng cho họ. Ngày hôm nay chúng ta nói chuyện, chúng ta sẽ nói 100% tiếng Việt, tại trên tiếng Anh vô một số anh chị em sẽ không hiểu đấy. Tức là Nhung là một người phân tích da, rồi sau đó có là thẩm định được da. Hèn gì nha sĩ gặp mình thì nhìn cái răng của mình, cô này gặp mình cứ nhìn cái da của mình. Bây giờ hiểu tại sao rồi đó. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc trao đổi rất là thú vị, và một lát có thể chúng ta sẽ có mở được cho một số câu hỏi. Nhưng mà bây giờ chúng ta bắt đầu trước. Đó là hồi nãy anh cũng sẽ hỏi, rồi chúng ta sẽ trao đổi một cách rất là thoải mái cởi mở thôi, không cần theo một cái khuôn khổ nào hết. Hồi nãy Nhung vừa nói chứ là có những cái sản phẩm mà Nhung đã biết và đại diện, đó có thể Nhung có thể nêu tên một số sản phẩm đó hay không? Và khi mà nói rằng sản phẩm mắc tiền, thế nào là mắc tiền? Anh không phải là chuyên gia về da, cho nên anh cũng rất là tò mò. Những cái sản phẩm mắc tiền giống như là khi mà em làm cho những cái công ty mà lớn, cho những cái mặt hàng giống như là những cái các bạn trên bên châu Âu chắc sẽ biết những cái sản phẩm mà em sẽ nói, như là La Prairie, Sisley, những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm hàng rất là cao cấp. Rồi ở bên Mỹ thì mình có giống như là La Mer, mấy cái sản phẩm đó mắc tiền. Rồi em cũng làm qua những cái sản phẩm giống như là manager cho những sản phẩm like Chanel, Dior, Lancôme, Estée Lauder, Clinique, Shiseido, giống như là những cái sản phẩm nào ở trong cái department, whole department là em biết, và em cũng đã được đi học và người ta cũng có training cho mình, thì cái sản phẩm nào nó cũng tốt hết. Và những cái sản phẩm mà họ training á thì họ cũng giống như là những cái sản phẩm nó có đặc trưng của nó. Nó mỗi cái sản phẩm nó có cái hay và cái tốt của nó, nhưng mà khi mà mình nhìn vào những cái, nhưng nếu mà người người ta biết á, thì nhìn vào những cái thành phần là người ta xài những cái thành phần gì, thì mình thấy á, là Nu Skin nó rất là giống như là cũng ngang nhau lắm. Thì khoan, để chúng ta sẽ mổ xẻ những cái này, và anh sẽ đặt những câu hỏi để Nhung dễ trả lời. Đây cũng là lần đầu tiên Dung lên Nhung lên Zoom của toàn cầu của đội nhóm GIF, và chúng ta muốn thông tin để các anh chị nắm bắt được rõ. Tại vì đối với anh đó Nhung, thành phần của anh chỉ biết thành phần về da là thành phần True Face Ultra, thành phần Element. Tức là khi mà nhìn cái nhãn hiệu để mà nhìn thành phần đó thì đa số, không nghĩ là mình anh nghĩ là đa số mọi người sẽ không hiểu những cái thành phần đó là cái gì cả, tại vì có những cái tên hóa học đó người ta không có phân biệt được. Nhưng mà để đặt câu hỏi đầu tiên cho Nhung đó, vậy thì sản phẩm, tại vì khi thứ nhất là đối với chúng ta, khi mà chúng ta ra ngoài chia sẻ, một cái điều chúng ta nên tránh đó là đừng có so sánh sản phẩm nào tốt hơn sản phẩm nào. Tại vì nhiều khi tốt hơn hay không tốt hơn thì chuyên gia họ biết, còn người bình thường chúng ta không có biết. Nhưng mà chúng ta có thể đi vào để phân tích là sản phẩm khác nhau như thế nào.
Tại vì cái sự khác biệt, tại vì tốt hay xấu thì tùy cái sở thích và tùy cái cách sử dụng của mỗi người, nhưng mà khác biệt để giúp chúng ta có thể nhận biết được và từ đó có sự chọn lựa. Vậy thì sản phẩm của Nu Skin khác với những cái sản phẩm mà hồi nãy giờ Nhung nói như thế nào? Sản phẩm Nu Skin nó khác là giống như là nó xài về cái sản phẩm natural. Nói chung là thị trường bây giờ thị hiếu thì ai họ cũng muốn natural hết, họ không có muốn nhiều chemical trên da mặt của họ, tại chemical nhiều quá khi mà mình xài một thời gian á thì thời gian thì nó sẽ giống như là nó sẽ có những cái kết quả không có tốt sau này nếu mà mình xài lâu quá đó anh ạ. Còn Nu Skin là nó, that's why khi mà em nghe về sản phẩm natural em cũng đã làm những cái giống như em research, em coi ở trên mạng, em check, em coi thử là nó có cái gì gì khác, cái gì kỳ giống. Thì khi mà em coi á thì em mới thấy là những cái sản phẩm, em nói wow, những cái sản phẩm mà hồi đó giờ em xài, những cái sản phẩm mà mình xài mắc tiền đó, nó cũng xài những cái chất giống như là những cái của Nu Skin, mà của Nu Skin thì nó lại natural nữa, cho nên em rất là thích. Em thì em rất là nghiêng về natural. Thì trong thị trường, ngoài thị trường nó cũng có cái hãng nó gọi là Clarins, nó gọi là 99% nó xài về natural. Thì khi mà em check của Nu Skin á là những cái sản phẩm của nó xài cũng là về natural, thì nó rất là ngang nhau đó, nó ngang nhau lắm. Và khi mà mình xài đó, mình thử mình xài mình thấy nó cái giống như là cái texture của nó với lại cái chất của nó xài với lại những cái khi mà mình xài lên da mặt mình mới thấy được là nó rất là compatible lắm. Texture tức là độ trơn mịn vân vân đó ha, Đồ à, có trơn, thể đồ so sánh mịn. được. Làm anh cũng rất Với là lại anh biết không, khi mà một cái sản phẩm mà skincare mình xài đó, có nhiều cái sản phẩm mình xài là nó nằm ở trên cái bề mặt cái da của mình, nó không có vô trong cái lớp da của mình. Nhưng mà khi mà em bỏ cái toner của Nu Skin lên á, thì khi mà mình tháp 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 á, thì nó thẩm thấu vô trong. Thì mình xài xong buổi sáng á, xong buổi tối, mình xài xong buổi sáng gì, thường thường là sản phẩm mình xài buổi trưa á, là nó sẽ có cái dầu ở trên cái bề mặt T-zone. Nhưng mà khi mà mình xài của Nu Skin á, thì buổi trưa mình không có thấy cái nó cái lớp giống như là sometimes mình thấy cái lớp màng nó bóng vào trên, có nghĩa là mình cái độ mà pH level á của nó đó, nó pH làm rất là hay, nó làm rất hay, giống như nó làm là cái sản phẩm nó làm cái nó thẩm thấu vô trong cái da, mình có thể thấy được khi mà mình rửa mặt ra đó là mình thấy cái da nó rất là mềm với rất là mịn. Rất là tốt, tuyệt vời. Các anh chị biết là Nhung đại diện cho công ty của nước ngoài, là và dĩ nhiên là những cái sản phẩm đó làm việc cho công ty nước ngoài, cho nên là chuyên môn được huấn luyện bởi những cái danh từ ở đó. À, thì những cái từ nào mà anh nghe bằng tiếng Anh anh sẽ dịch lại cho các anh chị đừng có lo, nghe một lần ông hiểu, nghe 10 lần sẽ hiểu. Ok, và hồi nãy Nhung nói là những cái sản phẩm kia giá mắc, thì chúng ta cũng nên có một cái sự so sánh một chút về giá cả, hoặc là để hiểu rõ hơn về giá cả đó, để cho nhiều người chúng ta hiểu rõ hơn. Tại vì có những người, ví dụ khi mà sản phẩm của chúng ta ra ngoài đi, thì có người nói chứ sản phẩm Nu Skin mắc, nhưng mà dĩ nhiên là khi mà họ nói câu mắc thì dĩ nhiên có rất là nhiều người họ chỉ nói vậy thôi, chứ họ không có một cái sự so sánh giữa cái sản phẩm này và sản phẩm kia, và kế tiếp là họ không có phân biệt được là những cái chất lượng nào và chất liệu như thế nào. Thì có hai câu hỏi trong này. Thứ nhất là hồi nãy Nhung nói rằng là có những cái nguyên liệu nó giống nhau hoặc là tốt đó, thì ví dụ như là khi mình nhìn vào những cái bao bì hay là những cái sản phẩm, thì một số những cái nguyên liệu nào mình biết là tốt, và thứ hai là giá cả của sản phẩm Nu Skin thì theo Nhung thấy so sánh với những sản phẩm khác ngoài thị trường thì như thế nào? Giá cả của sản phẩm Nu Skin đó, so với thị trường bên ngoài thì em thấy không có mắc. Tại vì ở cái thị trường cái mỹ phẩm bên ngoài là mình mua là nó bán giống như một chai vậy đó, hay là một hũ kem vậy đó, là trên 100 mấy chục đô. Mà cái toner của nó cũng vượt qua là 50 mấy. Em có cái toner, em xài cái toner đến 200 mấy chục đô. Thật ra nó mình trả là mình trả cho cái name của nó, cái brand á, rồi mình trả cho cái bottle, nó làm cái bottle rất là đẹp, Tức là mình trả cái tiền cho cái packaging thương á. hiệu và cái hũ bao bì ở ngoài thế đó. Cái packaging nó đã cost rất là nhiều tiền trong đó. Với lại khi mà mình xài một cái sản phẩm, khi mà em xài sản phẩm em hay đi research rất là nhiều, thì khi mà cái sản phẩm của người ta đó, người ta bỏ tiền ra rất là nhiều để mà quảng cáo,
Còn em thấy Nu Skin nó rất là hay là nó bỏ tiền ra, nó invest trong những cái nhà khoa học để họ sáng chế ra một cái, họ tìm ra những cái chất rất là đặc biệt, rất là tốt. Giống như trong Nutricentsial nó có là botanical extract á. Cái đó thì nhiều, rất là nhiều hãng nó xài, giống như là Shiseido nó xài nè, Estée Lauder nó xài, Chanel nó xài. Nhưng mà khi mà so với thị trường, Chanel một hũ kem là 200, hay là hũ rẻ nhất của nó cũng là 120. Nhưng mà cái này là của nguyên một set luôn, nguyên một set. Giống như em chỉ nói cái toner của Nu Skin nó có 19 đồng. Em rất là surprise. Tại vì compare với cái kia là like, 100 mấy với 19 đồng, là em thấy là hai cái chất nó làm giống như nhau mà sao cái này nó rất là cái giá nó, rồi cái lượng tịnh nó, khi mà anh coi cái lượng tịnh nó cái chai của Nu Skin nó làm thấy nó nhỏ, nó eo, nó thon, nó nhỏ xíu, thì người ta cứ tưởng là cái dung dịch nó ít hơn, nhưng mà thiệt ra nó không có ít, nó bằng cái lượng tịnh. Cho nên nó compare rất là comparable, mà nó còn, em thấy nó còn tốt hơn nữa. Tại vì em thấy nó rất là surprise, tại vì khi mà em xài 14 năm, hơn 14 năm manager, thì em có rất là nhiều sản phẩm được xài, giống như là cũng như là được xài free luôn á, mà em thấy cái giá thành của nó wow. Em thấy rất là khi mà hết rồi chắc không dám mua lại, tại hũ kem em xài á, giống như là Sisley đi, cái serum của nó tới 850. Bởi vậy so với cái này á, cái serum mà của A-Lot của mình á, A-Lot Transforming Night Future đó, nguyên một cái set vậy đó, có 400 mấy à. Trời ơi, còn nó còn rẻ hơn cái serum mà em xài nữa luôn á. Làm cho anh yên tâm hơn về về sản phẩm. Cho nên theo mà giá thành mà theo mà em, mọi người, nếu mà ai mà nói mắc đó là không có đúng. Anh nghĩ là một số người khi mà nói mắc rẻ đó là tại vì họ không có căn cứ. Ví dụ này đơn giản lắm. Đây, bản thân anh bây giờ nói đừng nói sang bản thân anh đi, lúc mà anh đặt chân tới Mỹ thì nhiên là tiền bạc không có, mình cứ mua những cái sản phẩm rẻ, và sau 10 năm 20 năm, tại vì mua mua sắm cũng là cái thói quen mà, và sau khi mình xài ví dụ như kem đánh răng Colgate hay là một cái gì đó quen rồi, là mình gặp cái đó mình cứ mua và mình nghĩ rằng là đó là nhãn hiệu số 1, chứ mình hoàn toàn không biết tới những cái nhãn hiệu khác luôn kìa, chứ đừng nói là chất lượng và giá cả. Cho nên khi mà ra ngoài gặp Sensodyne chẳng hạn, 7-8 đô một chai, nó trời ơi, kem đánh răng gì mắc như vậy. Tức là mình không có nắm những cái thông tin đó, và mình chỉ có so về giá cả thôi. Và anh thấy một cái điều như vậy này, và mình cũng phải công nhận là một số công ty khác đó, vì họ bỏ rất là nhiều tiền cho quảng cáo và marketing. Marketing bao gồm những cái chi phí như là bao bì, rồi màu sắc, rồi quảng cáo vân vân đó. Và họ làm rất giỏi, tức là họ làm những cái bao bì mình nhìn vô cái mình muốn mang về nhà để chơi cho vui vậy. Tức là nó đẹp đến nỗi mình chỉ muốn mua về để vui thôi. Hoặc là có những cái chai nó làm rất là to mà trong đó người ta bỏ không bao nhiêu dung dịch hết, nhưng mà người người tiêu dùng đó, mình bị ngộ nhận về những cái chuyện đó. Nu Skin dĩ nhiên là dựa vào những nhà phân phối như chúng ta để mà chia sẻ sản phẩm, cho nên là chúng ta là bao bì đó, chúng ta chính là bao bì và mẫu mã của sản phẩm Nu Skin này. Còn những công ty khác thì họ bỏ tiền quảng cáo và họ thu hút chúng ta về tâm lý cũng có, về về đủ thứ cách hết trơn á. Vậy thì bây giờ quay về Nu Skin đó. Hồi nãy giờ Nhung có nói về là Nu Skin bỏ tiền rất là nhiều về nghiên cứu đầu tư vào những cái sản phẩm về chất lượng tương đương với những cái sản phẩm khác. Trong cái thời gian mà Nhung bắt đầu cùng với Nu Skin đó, thì Nhung chia sẻ những cái sản phẩm của Nu Skin như thế nào để thành công? Em khi mà em đối với em thì nó rất là dễ, tại em đã biết hết sản phẩm rồi, cho nên khi mà em chỉ cần coi một lần thì em biết. Khi mà em đi chia sẻ sản phẩm á, là thường thường á, hay là tất cả những cái mặt hàng nào á, khi mà mình chia sẻ sản phẩm á, mình cũng hỏi người ta là người ta, cái expectation của người ta là mong muốn của người ta là họ muốn cái da của họ được cải thiện như thế nào. Giống như cái da về họ muốn da họ cải thiện về nám thì em giới thiệu về nám, là em giới thiệu cái dry face của mình. Còn nếu mà người ta muốn giống như da thường, hay tại da thì có bốn loại da: da thường, da khô, da dầu, da hỗn hợp. Thì mình nhìn vô cái da của người ta thì mình có thể nhận định lại cái da của người ta làm sao. Nhưng mà theo nếu mà một người mà không có am hiểu về da, không biết cái gì về da, thì khi mà mình nên hỏi cái người đó, là mình hỏi họ là ô, khi mà sau khi rửa mặt thì mình thấy cái da của mình nó ra làm sao. Thì có nhiều người họ nói ô, chị thấy cái da của chị nó rất là khô, thì giống như là nó khô hai bên má. Rồi cái ở đây cái T-zone, nó gọi là cái T-zone, là cái chữ T ở chỗ đây, thì nó dầu. Thì mình nói ô, cái chị này là da hỗn hợp. Lỡ người nào mà mình hỏi kiểu đó xong người ta nói là sau khi rửa mặt da tôi ướt, mình trả lời sao?
Nếu mà người làm thì Bây phải lau khô thôi. giờ để anh hỏi một vài cái ví dụ, ví dụ như da của anh đi, da của anh thuộc dạng da gì? Da của anh An á, thuộc da thượng normal, Normal. là Và da thường á. nếu mà ví dụ như gặp một người đàn ông như anh đi thì Nhung sẽ nói chuyện như thế nào để mà giới thiệu da? À, thường thường thì em hỏi là anh có xài cái gì không cho da anh không, thì thường thường đàn ông thì họ nói là anh không có xài gì hết, Đúng rồi, nói đẹp trai ồ cô sở dĩ như vậy à, rồi sao nữa, rồi sau đó nói thì sao? ồ wow, da của mình mà nếu mà mình không có xài mỹ phẩm á, thì lâu một thời gian á, thì cái mình compare giữa một cái người xài với một cái người không xài, thì cái người xài á, cái da của người ta, ví dụ như người ta sẽ nhìn thấy là mình có thể, cái người take care cái da của người ta đó, thì cái da của người ta nó tốt hơn, chứ nhìn nó moist, nhìn thấy cái da của người ta nó moist hơn, nó Nó ấm thấy cái ấm độ hả? ẩm, mình có thể thấy độ ẩm, mình thấy có thể thấy cái độ bóng, với lại da của ta nó hồng hào, nó đẹp hơn. Tức là bây giờ da có bốn loại: khô, dầu, bình Dầu. thường và hỗn hợp. Nay học được bốn cái đó rồi. Và Nhung nói là Nhung có thể nhìn da để biết được cái da họ là thuộc cái dạng nào. Vậy thì một người như chúng ta đó, bằng cách nào để chúng ta học được cái chuyện đó? Và nếu mà chúng ta học được cái chuyện đó rồi, ví dụ một người da bình thường như anh đi, Nhung sẽ giới thiệu bộ sản phẩm nào? Như anh thì em giới thiệu cái Nutricentials, Ok. nhưng mà thường thường em thấy anh tóc bạc đó thì em quảng Sắp cáo tốn tiền nữa rồi đấy, sắp tốn tiền nữa. Too Faced hay là A-Lock Transforming Future đó anh. Mắc Tại gì vì tới cái tóc hệ bạc? thống nhưng mà even though cái da của anh nhìn thấy nó glowing, nhưng mà vẫn thấy, mình thấy cái, mình không có thấy cái nếp nhăn là wrinkle deep sâu, nhưng mà mình thấy nó gọi là cái first sign of aging, nó hơi cái mấy Dấu cái hiệu ban nếp nếp đầu của lão hóa đó. first sign of aging nó dần đậm. Lần sau đứng xa xa anh chút nha, đứng gần quá rồi đó nhé. Ok, bây giờ quay về chuyên môn đó, tại vì cái mà anh cũng rất Nhưng là mà thường 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 á, khi mà mình hỏi người ta đó, hay là người ta đã đến với mình rồi, thì người ta cần cần cái advice, cần cái lời giống như là mình cố vấn. cố vấn và tư vấn của mình. Bây giờ để quay lại đi, tại vì chúng ta ra ngoài chia sẻ đó gặp khá nhiều vấn đề. Thứ nhất là chúng ta không có biết được da họ thuộc loại gì. Thứ hai là ngay cả biết rồi đó cũng không biết nên giới thiệu cái nào, tại nó xin nhiều sản phẩm quá. Cái là bắt đầu ví dụ người có nhu cầu, tức là họ có rất là nhiều nhu cầu kiểu như anh này ha, đủ thứ nhu cầu. Nhưng mà lỡ người ta không có điều kiện mà mình cứ giới thiệu từ A xong rồi tới B tới C, họ nghe thì rất là hay, mà đến khi nói số tiền cái họ hoảng quá, họ không có làm được, họ không có mua được, đúng không? Vậy thì chúng ta cũng còn phải có cái sự bắt đầu từ những cái sản phẩm nào đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là khi một người mà họ nói là cái sản phẩm này mắc quá, hoặc là họ chỉ có cái khái niệm là sản phẩm Nu Skin mắc. Dĩ nhiên là trong ngày hôm nay chúng ta được phân tích thì chúng ta biết rằng là có cái sự khác biệt, tức là không mắc và chất lượng thì tương đương với những cái sản phẩm là nổi tiếng ở ngoài thị trường. Nhưng mà đối với một người bình thường họ cứ nói rằng là sản phẩm mình mắc, thì Nhung sẽ nói như thế nào để một cách nhẹ nhàng nhất giải quyết được cái vấn đề đó? Thì em sẽ hỏi là chị thấy mắt mắt làm sao chị, thì người ta sẽ trả lời cho mình, ô chị thấy mắt tại vì chị thấy một bộ của nó ví dụ như trăm mấy đi, nói ok bây giờ nếu mà mình ra mình xài cái sản phẩm mà cũng rất là rẻ tiền nhất đi, giống như Clinique đi, Clinique là cái sản phẩm này nó rất là phổ biến, ai cũng biết hết trơn á, mà mình mua một bộ cũng hết 70 mấy đồng rồi. Còn nếu mà mình mua một bộ mà rẻ tiền nhất của Nu Skin á, cũng có 120 đô thôi. Là cái bộ nguyên cái bộ Nutricentials đó mà mình xài được bao lâu? Cái bộ Nutricentials là mình xài được từ 4 cho tới 6 tháng. Nếu mà mình chia ra đó mỗi tháng thì thực ra một ngày mình xài có mấy chục sen thôi. Mà mình để được có một cái dàn làn da đẹp mà giữ ẩm, mà cái da mình nó hồi nào nó cũng tươi tắn hết, nó sáng sủa, mà mình được còn được giống như là xài về sản phẩm natural nữa, sẽ nó không có hại cho da sau này. Hoặc là có người họ nói chứ, hồi nãy có người chị An hay ai nhắn tin này, nói là có người tôi xài Olay, xà bông Olay rửa mặt được rồi. Xài Olay rửa mặt, thường thường em cũng biết có nhiều khách đó, họ tới em họ hỏi họ họ nói là họ xài Olay, nhưng mà thường thường Olay họ chỉ rửa mặt thôi, mà Olay nó có rất là nhiều axit. Axit, cái sao axit đó nó không có tốt cho da mình, rửa mặt hoài đó cái da mình nó sẽ khô. Thì có em cũng có experience, cũng có người họ hỏi như vậy.
Rồi khi mà nuôi skin á, cái nó có cái axit của nó rất là tốt, nó gọi là hyaluronic acid, thì nó làm cân bằng cái bề mặt, cái độ ẩm của cái da. Thì nhiều khi mà mình xài một cái sản phẩm mà không có tốt, nó lấy hết cái moisture nhiều cái của cái mặt mình á, thì ví dụ như cái da mà mình đang bình thường đi, nó lấy nhiều quá thì có nhiều người sẽ trở thành da dầu, có nhiều người sẽ trở thành da khô, thì nó làm nó damage cái da của mình, nó làm cho cái da của mình nó mỏng ra, nó sẽ hư cái da của mình. Ừ. Bây giờ Nhung là người có được huấn luyện về da, có thể phân tích da, có thể làm tư vấn cho những người nào liên quan tới da. Vậy thì giả sử như anh đi, bây giờ Nhung ở trong cái vai trò đó và ngày hôm nay cái Nhung mướn anh vào để làm cái vai trò là giới thiệu cái sản phẩm Nu Skin chẳng hạn, đúng không? Thì bây giờ Nhung sẽ huấn luyện anh như thế nào? Bước đầu tiên Nhung sẽ hướng dẫn cho anh là bước gì? Thì bước đầu tiên em sẽ hướng dẫn anh cái bước đơn giản nhất. Giống như để mà mình bán được một cái set cho mà bất kỳ cái người nào, cái da làm sao, hay là họ xài tất cả những cái sản phẩm gì, họ vẫn xài được cái set Nutricentsial. Tại cái Nutricentsial đó là khi mà mình xài á, là mình 2 ngày thôi là mình biết kết quả liền, mình làm là cái da của mình nó đẹp ra, nó mềm, nó mịn, nó soft liền, là cái da mình nó chịu. Tại vì even cái da của người á rất là mẫn cảm, giống như em nói anh đi, cái da anh rất là mẫn cảm, nhưng mà khi mà anh xài cái Nutricentsial này rồi, anh sẽ thấy được cái kết quả right away. Nó không có làm cho mình bị ngứa hay khô hay gì hết khi mà họ muốn bắt đầu xài một cái sản phẩm. Với lại khi mà muốn bắt đầu xài cái sản phẩm, mình cũng không có nên recommend cho họ cái line mắc tiền quá, mình recommend cho họ cái line mà giống như là cũng ai cũng xài được hết, mà khi mà người ta đã xài cái Nutricentsial thì họ thấy cái da nó tươi mát, nó làm cho cái da mình feel good rồi đó, là họ sẽ hỏi tới ok thì bây giờ chị muốn chống nhăn thì xài cái nào, hay là bây giờ chị thấy cái da chị giàu thì mình recommend họ cái line nào, hay là bây giờ chị muốn trắng da thì mình sẽ recommend họ cái line nào. Recommend tức là giới thiệu đó các anh chị. Tại vì các nhà phân phối của mình đó, Nhung biết không, là nhiều khi mình mới vào chẳng hạn đi, họ được vào, họ được giới thiệu cái máy Lumi Spa, rồi kế tiếp họ được giới thiệu cái máy Galvanic Spa, rồi kế tiếp họ được giới thiệu True Face Essence Ultra hay là Future Serum, rồi Power Mask, tức là toàn là những cái sản phẩm mà gọi là độc đáo nhất của Nu Skin. Thì khi họ giới thiệu gặp người khác đó, họ cũng đem nguyên một cái gói nào họ giới thiệu và họ cũng có phân biệt rằng là ồ cái này bộ này có thích hợp hay không, giá cả có phù hợp hay không đó. Thì đó có thể là một cái lý do. Thì Nhung có lời khuyên nào cho những anh chị em trong thời gian tới khi làm việc và chia sẻ sản phẩm không? Đối với mọi người mà khi mà mới start á, nói chung là ai cũng xài được cái máy Lumi Spa hết trơn á. Ai cũng cần xài cái máy Lumi Spa. Tại cái máy Lumi Spa giống như mình đi, giống như cái cơ thể của mình muốn được khỏe mạnh mỗi ngày mình phải exercise, thì cái máy Lumi Spa mình exercise cho cái mặt của mình, với mình rửa thiệt là sạch. Mà đặc biệt đối với những cái anh, những người mà phụ nữ của mình mà thích về mỹ phẩm, thích về đẹp á, là ai cũng muốn xài make up, ai cũng xài mỹ phẩm, mà họ xài thường thường là họ xài cái hiệu giống như là rẻ tiền nhưng mát đi, thì họ cần cái máy Lumi Spa. Cái máy Lumi Spa là ai mình cũng bán được hết trơn á, tại vì nó rửa mặt, mà nó rửa mặt mà nó vừa massage cái mặt mình, mà nó vừa deep clean to cái pore của mình nữa, thì nó rửa cái mặt sạch, thì khi những cái mỹ phẩm nào mình xài lên á thì nó mới work, nó mới effective. Còn cái máy mà facial spa đó thì có nhiều người, mà ai mà muốn da đẹp thì tất nhiên là họ phải làm giống như đi làm facial. Khi mình đi làm facial thì em cũng làm về esthetician, em làm facial, mỗi lần mình làm là chạc từ 80 đồng cho tới 120 đô, cái đó là chưa cả thế kể thế giới khác. Mà cái máy mà galvanic spa mình có thể làm mỗi ngày ở nhà, mà khi mà mình cà lên á là cái mấy cái nếp nhăn nhỏ nó disappear right away, là không có cái máy nào qua. Có 10 phút mà mình thấy cái nó rất là different, thì những cái đó là cho những cái người mà họ không có thời gian mà họ để đi làm facial thì họ có thể mua về họ làm ở nhà. Còn Anh thấy có một số người bắt đầu đặt câu hỏi trong này này, để chúng ta có thể đặt một vài câu hỏi anh đọc rồi Nhung ấy nhé. Hình như Nhung đang xài phone không đọc được nha anh. Có người khách hàng mua mua sản phẩm Menard của Nhật, Nhung biết nhãn hiệu này không? Menard. Menard. Không biết, nói chung là một bộ là Oh, 60 triệu. NARS, Sáu chục triệu và một hũ kem cả ngàn đô và nói sản phẩm Nu Skin không tốt như quảng cáo. Thì Nhung có thể chia sẻ về điều này không? Shiseido, tại vì trong cái NARS, tại vì trong cái thị trường nó rất là lâu rồi, nhưng mà khi mà mình xài một cái sản phẩm á, khi mà mình đổi qua một cái sản phẩm nào khác á, mình phải cho nó thời gian. Bao That's why lâu? khi bây giờ at least là 3 tháng anh.
3 tháng. Thì họ nó mới 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 có được cái kết quả tốt. Chứ nếu mà em nói là ô cái này tốt lắm qua xài, có nhiều người họ chỉ xài, với lại họ không có xài theo cái mọi giống như là constant, họ không có xài giống như buổi sáng, buổi tối và phải xài liên tục như vậy thì mới thấy cái kết quả, mới comparable. Cái hiệu đó em biết, nó cái hiệu đó là cái sản phẩm của nó thật ra nó chuyên về cái giữ độ ẩm của nó rất là tốt anh. Khi mà mình xài lên thì mình sẽ thấy cái độ ẩm của nó, mình thấy cái da nó mềm, nó mịn. Nhưng mà theo theo về lâu dài á, nếu mà về chống nhăn á, là nó không có bằng qua Nu Skin, là tại vì cái A-lock của nó, A-lock cái Ultra Essential mà cái viên đá, cái viên mà serum của nó là the best. Tại vì để quay lại và anh nhắc lại cái điều Nhung vừa nói đó, đó. Tức là có nhiều người, anh cũng biết có một số người họ nói là tôi xài sản phẩm này tốt hơn lâu năm rồi, tôi xài sản phẩm Nu Skin thấy không có kết quả đó. Nhưng mà những anh chị em nào hiểu rõ về quy trình da đó, thì chúng ta biết ngay cả hôm thứ hai vừa rồi Team Lisa Park cũng có nói đó, là mình phải cho ít nhất là 3 tháng tới 6 tháng để thấy cái sự chuyển đổi rõ ràng hơn trong da, chứ không thể nào xài 1 tuần 2 tuần rồi chưa đòi thay đổi được. Trong này có người hỏi chứ là Nap Camix có thể thay đổi được toner hay không, anh sẽ nhờ Nhung trả lời, nhưng mà anh đoán là không, là tại vì Nap Cam nó chỉ giữ ẩm, còn toner làm cân bằng cái độ pH ở trên da của mình. Đây là điều mình mới học được thứ hai. Còn Nhung thì trả lời thế nào? Cái gì anh à? Em không nghe em Cái nói chai cái mist á, cái chai xịt chai mist đó hả? á, Cái cái đó chai có thể mist đó thay không thế có thể, toner không? không, cái chai đó không có thể thay thế toner. Cái chai đó là chỉ mình xịt lên để cho nó giữ độ ẩm ở trên cái bề mặt, mình nói là nó không có vô trong cái da. Cái chai toner là nó mở cái lỗ chân lông ra, rồi xong mà khi mà serum với kem vô là nó đóng lại thì nó mới quét. Tại cái lớp da mà nó có ba ba cái lớp, nó gọi là thượng bì, trung bì và hạ bì, thì nó mới xuống thẳng dưới hạ bì thì cái da mình nó mới quét được. Nước Nap Camix có hai chức năng, chức năng thứ nhất là giữ ẩm cho da, chức năng thứ hai là trị buồn ngủ khi mình đi training, khi nào buồn ngủ xịt vào mặt nó tỉnh táo. Với lại cái nước mist á, nạp mist đó là nó làm cho giống như những người mà họ xài mỹ phẩm nhưng mà họ muốn make up họ đẹp mỗi nguyên ngày đó, thì họ xịt cái nước đó vô thì cái make up nó giữ nguyên ngày, nó làm cho nó đẹp, nó giữ lâu hơn. Có người hỏi câu hỏi này cũng cũng hợp lý này, tại vì Nhung đại diện cho rất là nhiều nhãn hiệu như vậy, thì anh không biết là Nhung giới thiệu cái nào cho khách hàng nào cho dễ. Nhưng mà trong này có người nói rằng là những sản phẩm kia họ có thương hiệu, là đồ hiệu đó, còn Nu-Skin thì không phải đồ hiệu. Thì đối với những người nói như vậy thì Nhung nói là sao? That's why nếu mà mình xài thường, mà mình xài một mức mỹ phẩm nào đó, mình phải đọc cái ingredient, cái thành phần của nó. Đúng là cái tên ở ngoài thì nó đã có tên sẵn rồi, nhưng mà for sure là mọi người ai cũng muốn xài một cái mỹ phẩm là muốn cho cái mỹ phẩm đó nó work cho cái da của mình, nó work mà vừa tiền nè, nó vừa work mà nó vừa tốt nè, nó work mà vừa được đạt được cái nó có kết quả nữa, ai cũng muốn đẹp. Đó, là cái compare. Vậy tức là nếu mà giả sử đi, có người mà nói với anh là tôi xài cái này đồ hiệu, còn cái này Nu-Skin tôi không biết, thì anh sẽ ngay lập tức đặt câu hỏi là cho tôi hỏi chị là chị xài vì đồ hiệu hay là chị xài vì kết quả cho da, đúng không? Như vậy được không? Ok. That's why skincare nó cũng giống như đồ hiệu, là like chỉ là cái bên ngoài thôi, right? Hay mọi người muốn là nó lâu về dài với 5 10 năm nữa, mà mọi người muốn giống như là vẫn trẻ giống như tầm 10 năm trước, 20 50 năm trước hay không? Tất nhiên là họ muốn rồi, tại vì cái sản phẩm Nu Skin nó đã có qua cái công nghệ là họ đã làm hết cho mình rồi, giống như là scientist mấy cái người những cái khoa học gia họ đã làm hết cho mình rồi. Tại vì nó vô trong skin, nó vô trong skin. Còn có nhiều giống như là một vài sản phẩm giống như em nói này, Lancôme đi, em bán Lancôme. Nhưng mà em biết cái kem của Lancôme á, sức nó lên cái mặt đẹp lắm, nhưng mà anh không có sức á, cái da nó rất là xấu, rất là khô. Là tại vì á, nó chỉ sit on bề mặt thôi, nó chưa có cái technology good. Tại là nó còn đi mua lại công nghệ của thằng mấy cái thằng khác, mà nó đi mua lại công nghệ của những cái sản phẩm khác. Giống như là mình nó giống như là mình thay vì thay vì cái sản phẩm là hai cái giống như mình nói về mặt quần áo á, về mặt quần áo đi. Khi mà mình mua một cái áo mà cotton đi, khi mà mình giặt bao nhiêu lần á thì nó vẫn không có bị rút ha. Còn mình mua cái áo, ví dụ như cái áo bên ngoài, ví dụ mình mua mà vải mà nó có polyester hay cái gì đó,
thì nó mix vô, thì khi mà mình giặt hay bỏ sấy là nó thuần trở lại. Đó, mình muốn vậy hay là mình muốn cái chất mà nó vô. Giống như mình bón phân một cái cây cũng vậy thôi. Khi mà mình bón phân cái cây á, thì mình muốn bón cái phân cái tốt hay là mình muốn bón cái phân cái cây không có tốt, thì cái cây nó lên là nó đẹp như vậy chút xíu, xong cái nó ngã xuống. Anh đồng ý là áo cotton đó thì mặc nó không có bị rút lại, nhưng mà đó là tay nghề giặt nó còn dở thôi. Tay nghề như anh đó, áo chỉ kiểu anh giặt xong cái là con út nó mặc luôn, một lần duy nhất là không bao giờ được giặt đồ nữa. Cái rất là nguy hiểm của mọi người là chỉ biết giống như là Chanel nó không có chuyên về, giống như là Chanel nó cũng vậy, Chanel nó không có chuyên về về làm skincare nha, nói make up hay là nói về nước hoa thì ok, nhưng mà về skincare nó không có xài những cái sản phẩm tốt. Cũng giống như botanical extract đó, Blue Skin nó xài cái thành phần của nó cao hơn. Nếu mà mình em biết, tại khi mà em đọc á, em biết cái thành phần của nó cao hơn với cái chất lượng của nó xài đúng như thế nào để mà nó vô cái da, nó ăn sâu vô cái da và trong một cái thời gian như thế nào mình xài thì cái da mình nó work mà nó có kết quả đúng thực sự. Hôm nay đó các anh chị, anh cũng muốn có những cái thông tin nó hơi thập cẩm một chút, nhưng mà rồi các anh chị để ý thấy rằng là có rất là nhiều cái khía cạnh của Nu Skin và sản phẩm của Nu Skin chúng ta cần phải nắm bắt, và chúng ta không có nắm bắt rõ để chúng ta có thể hiểu cái đó đó. Ví dụ hồi nãy nói chai serum đi ha. Bây giờ để phân tích về giá cả đi. Giả sử như là True Face Essence Ultra hoặc là serum, cái bộ transformation serum đó. Nếu mà một công ty nào khác, ví dụ một công ty nào nổi tiếng ở ngoài bán, thì họ sẽ bán với giá bao nhiêu? Nếu mà cái đó là True Face Essence Ultra hoặc là serum, cái đó nó comparable to cái thằng Sisley đó anh, với lại thằng La Mer, thì cái serum của mấy anh kia là 800 mấy chục đô, mà cái này 200 đô, em thấy nó không có mắc. Ok, không, tại vì chúng ta có cái sự so sánh rõ ràng, tại vì ngay cả nhà phân phối của chúng ta nhiều khi nhìn vào cái đó mình cũng có một cái đánh giá sai lầm về giá cả đó. Và nếu chính bản thân mình là những người phân phối, mình không nắm bắt rõ thông tin, không hiểu rõ về chất lượng, mà chúng ta cũng vội vã để đánh giá về chất lượng, thì dĩ nhiên là một người khách hàng ngoài kia họ không biết, chắc chắn họ sẽ có cái sự đánh giá đó. Ok rồi. Ủa, bây giờ anh thấy có rất là nhiều câu hỏi này. Rất là nhiều câu hỏi. Có nhiều khách hàng chuộng hàng Nhật, khen nức nở Nhật Bản làm mỹ phẩm thiên nhiên và chất lượng cực kỳ tốt, sản phẩm Mỹ không bằng, thì mình nói làm sao? Cái này là giống như là mình cũng phải check cái da của người ta nữa. That's why khi mà mọi người không biết cái da, loại da của người ta da làm sao, mà mình recommend cái sản phẩm, ví dụ như anh da dầu mà anh recommend da khô, thì tất nhiên nó không có work rồi. Vậy là còn tùy, mình phải biết định, mình phải biết đánh giá cái da của họ và giới thiệu cái sản phẩm phù hợp. Thì phù hợp thì nó sẽ work. Vậy thì có nghĩa rằng là ở trong cái khía cạnh này, nếu mà nói như vậy thì không phải là cứ giới thiệu những cái sản phẩm mắc tiền ngay cả của Nu Skin là có kết quả, đúng không? Dạ. Ok. Trong này có người hỏi như là da bị thâm mụn, tàn nhang thì nên xài sản phẩm nào? Thì xài cái bộ mà Clear Action á. Nhung là thời gian tham gia Nu Skin là bao lâu rồi hả? Dạ, từ tháng 11 anh. Cái lý do anh đặt câu hỏi này đó các anh chị, tại vì Nu Skin có 600 sản phẩm lận, và trong đó thì khoảng 300 sản phẩm liên quan về da. Và với cái thời gian tham gia trong vòng thời gian ngắn đó, và với cái kiến thức đó, thì anh cũng đặt câu hỏi này để lỡ mà ví dụ Nhung không biết một số sản phẩm đó là chuyện bình thường. Và dĩ nhiên là với cái chuyên môn đó thì cái thời gian học những cái sản phẩm thì rất là mau. Và chắc chắn là trong những cái thời gian tới anh sẽ, chúng ta sẽ có Nhung. Nhung hiện tại bây giờ nằm trong một cái ban chăm sóc da, gọi là giúp hỗ trợ để mà huấn luyện đội nhóm GIF trong những cái chương trình liên quan về sản phẩm của da. Nên là trong thời gian tới chúng ta sẽ được có dịp học hỏi thêm và cho Nhung thời gian để làm quen với tất cả những cái sản phẩm khác liên quan với da. Cho nên là các anh chị bắt đầu đặt những câu hỏi chuyên môn trong này đó, thì ai cũng muốn nói như vậy trước, lỡ Nhung không biết câu trả lời nhá. Thực ra em cũng check hết mấy cái sản phẩm của Nu Skin hết rồi anh. Even though mới có tham gia 2 tháng, nhưng mà mỗi ngày là em đều có 5 appointment hết. Em có 5 appointment, 5 em có hẹn. Khách đó anh, 5 cái hẹn, và em đều làm trên mặt của người ta, với lại người ta xài cũng 2 tháng rưỡi nay rồi, họ try cái sản phẩm này rồi. Và em cũng có một người là bác sĩ, cũng em cũng recommend he xài, với lại bây giờ thì con của him cũng xài, 2 đứa con xài cái bộ Clear Action á, tại nó có mụn và nó được kết quả rất là good. Rồi cái bà
Dạ, có cái bà luật sư người Ấn Độ nữa, bà xài cái sản phẩm mà mắc tiền hồi xưa em bán, bà đi theo em cũng 14 năm rồi. Và bây giờ em recommend cái này á, bà xài cái True Face với lại cái A-Lock Transforming Future, bà rất là happy. Tại bà nói là cái kết quả bà nhận được đó, nó giống nhau mà nó less tới gấp 3 lần cái số tiền của bà mua hồi xưa. Bà này có điều Dạ. kiện dữ ha. Thôi vậy Dạ. thì bây giờ như vậy chúng ta bây giờ vậy Dạ. thì chúng ta sẽ mở đường dây cho một số người nhé. Dạ, cho nên Ok. em try hết những cái sản phẩm của À. mặc dù mới nhưng mà em đã mua, em đã try hết trên tất cả nhiều người và họ cũng được giống như được những cái rất là cái feedback á, Nghe rất nói là về anh tốt. xấu hổ Dạ. quá, anh gần 10 năm nay mà phấn anh chưa có Dạ. kịp xài mà son cũng chưa có kịp xài nha. Rồi bây giờ anh sẽ mở đường dây cho người đầu tiên là Hiền Hiền Vũ. Hello. Hiền hay là Hiên? Vâng, em chào anh ạ. Xin chào. Vâng. Dạ, có câu hỏi gì xin lên tiếng. Dạ, cho em hỏi là công ty mình có bao nhiêu sản phẩm và có những cái sản phẩm gì ạ? À, cảm ơn chị đã Em câu hỏi này. mới vào nên là Dạ em dạ ok. cứ Không sao hết. Sản phẩm cái này thì em có thể trả lời cho chị được. Công ty mình có gần gần 300 sản phẩm liên quan về da. Muốn biết cái sản phẩm nào đó thì tùy cái thị trường chúng ta đang sống. Ví dụ ở Việt Nam thì công ty sẽ có một số sản phẩm, rồi ở Úc tức là mỗi thị trường sẽ có một số sản phẩm khác nhau tùy theo cái giấy phép mà công ty xin được nhé. Cho nên là để mà trả lời, nếu bây giờ anh ngồi anh đặt tên tất cả những cái sản phẩm thì tới sáng mai. Cho nên là chị Hiền Vũ lên trang web của NuSkin để chúng ta xem cái đó nhé. Chúng ta cũng trong nhóm chúng ta cũng có một cái cuốn catalog tiếng Việt, có thể chị Hiền hỏi leader trong nhóm của mình đó để coi là mình có thể tìm hiểu những cái sản phẩm đó ở đâu nhé. Rồi người kế tiếp sẽ mở đường dây đó là Lan Fraser. Hello. Hello anh, Hello, em chào chị. nói gì anh? Đấy, chúng ta đang gặp nhau ở đây. Ok em, giống như hồi nãy á em nghe chị nói á là, Chị Dung, dạ. chị nói là cái sản phẩm của Cirro á, cái gì của Nhật á, em có dùng qua rồi. Đầu tiên á là em dùng cái Lincoln, nó rất là đẹp nhưng một thời gian em bị nám. Khi mà em dùng cái của Nhật á, nó rất là đẹp nhưng mà nó nám, em nó nám nó hả, trời ơi, chung vô diện đầu thai nó đẹp thôi luôn, rất nám, Rồi. nó nám nguyên cái này luôn. Bây Nhưng giờ mà chị lên đặt câu hỏi là chị tố cáo các sản không phẩm công ty khác em đó. nói thiệt, tại vì cái bộ đó nó tới 1.000, em nói giống như là ý em muốn lên siêu rẻ là cái bộ đó không phải là 800 đâu, mà em mua bộ nó 1.000 mấy lần, cho nên cái đồng nó rất là rẻ nhưng mà nó không có giúp em được cái gì hết. Nhưng cái sản phẩm New Skin giúp cho em là bây giờ em rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Bởi vì mỗi lần em đi hả, đi người ta gặp nói em thay đổi rất là nhiều, trẻ trung và đẹp ra rất là nhiều. Cho nên em rất là cảm ơn New Skin và cái người mà đem em vô New Skin, em rất là tự tin về cái sản phẩm này. À, chị có câu hỏi cho Nhung không? Hay là chị lên làm nhân chứng cho mọi người có niềm tin? Dạ, em chỉ lên nói là giống như là cái là New Skin nó không có nói mát, nó không phải là mát. Nó mắc là tại vì cái nhan sắc của mình và cái sức khỏe sắc đẹp của mình nó vô giá anh. Vàng thì mình người nghèo có thể nhìn dụm tiền mua được, nhưng mà cái sức khỏe và cái nhan sắc của mình không thể nào mua được, tiền nó vô giá. Nếu mà mình có cơ hội xài cái sản phẩm này thì mình nên xài, đừng bao giờ nghĩ nó là mắc. Bởi vì hả, nó mắc đối với cái người nghèo với người giàu thì nó giống nhau thôi. Tại vì mình ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình trẻ, ai cũng muốn mình khỏe hết. Cho nên nó hả, đừng bao giờ nghĩ là mắc hết tất cả. Nếu mà chị em có chia sẻ thì cứ nói giống như Lan vậy, là mình có cái tự tin. Là hơn nữa người giống như cái chị gì hôm tuần rồi chị người người tại Hàn nói đó, là hả, mình nó hả, dùng cái sản phẩm đúng sản phẩm thì mình thích, nó rẻ. Nếu xin cũng có một cái sản phẩm rẻ nha, nó rất được, nó rẻ nhưng mà mình xài thì mình step by step thôi, mình tiền nào thì của đó. Nhưng mà em nghĩ là cái New Skin nó hả, rất tốt, làm cho em rất là Ok, em cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Rồi, để yeah. mở cho những người kế tiếp nhé. Rồi, chị Đoan Trang, mời chị. Hello anh An, chào cả nhà. Sorry mình không có show video được nhưng mà mình muốn chia sẻ một chút Em xíu. biết tại sao rồi đó. ok thì cũng như chị Lan vừa mới nói với lại Nhung thì thật sự sản phẩm New Skin không có mắc các anh chị ạ. Tại vì trước khi mà mình join New Skin đó các anh chị, thì mình đến với New Skin đó là về sản phẩm Pharmanex chứ không phải về skin care. Nhưng mà trước đó đó thì mình thuộc loại là chủ nghĩa là naturalist,
thành ra mình không có xài những cái dòng sản phẩm để mà dưỡng da, nuôi cái da của mình. Thì mình thấy cái làn da mình bị nám, thì sau đó mình có xài những cái dòng sản phẩm rất là cao cấp ở trên thị trường, giống như là Lancome, Clinique Lancome, rồi SK2 là cream, thậm chí mình lên tới là cream. Thì các anh chị em nào giống như Nhung ở trong chuyên gia thì Nhung biết một cái hũ là cream thời đó trên 10 năm trước ấy, là một cái hũ kem thôi đó là đã là $500 ha các chị ha. Thì mình ở cái vùng mà có rất là nhiều người Hàn Quốc mà mình thấy làn da họ rất là đẹp, thế là mình cũng tò mò và hỏi xem, thì là lan đang tìm hiểu thì họ nói là Suwushu, thì mình xài cái hiệu Suwushu chuyển qua. Thật sự mình rất có nhiều lời khen khi mà mình đổi qua cái sản phẩm của Hàn Quốc là Suwushu. Một hũ kem như vậy ở thời đó là $400, chưa tính là kem rửa mặt, rồi serum có thể lên tới $1,000 giống như Nhung nói đó. Rồi sau đó khi mà mình biết về Nu Skin đó các anh chị, thì mình dùng Pharmanex. Nhưng mà sau đó để có một cái doanh số, mình cảm thấy ủa tại sao mà mình làm, mình đại diện thương hiệu Nu Skin mà tại sao mình lại mua hàng ở nơi khác. Thành ra chỉ đơn giản như vậy thôi, mình là kinh doanh, thành ra mình chuyển hết những dòng sản phẩm mình qua bên Nu Skin. Thì khi mà mình xài cái bộ AgeLock Transformation thì phải công nhận ở cái giai đoạn đầu giống như Nhung nói đó, mình phải cần thời gian để cho nó thích nghi cái làn da. Thì lúc đầu mình xài mình cũng có những cái dị ứng, nhưng mà tự vì mình có lòng tin và mình đại diện thương hiệu cho nên mình phải xài cho đúng và xài cho có kết quả. Thì sau một thời gian mình xài thì có thể nói các anh chị đã thấy rồi, thì mình đi ra đường bây giờ mọi người khen không phải là da đẹp không, mà da trẻ ra, thấy trẻ ra. Thành ra cái một cái điều mà mình có thể xác nhận được đó là những dòng sản phẩm bên ngoài giá đắt có thể cho mình một cái làn da sáng ở lúc đó, nhưng mà với Nu Skin sản phẩm khi mà mình xài bộ Transformation hồi nãy giống như Nhung nói với chị Lan nói đó, là mình bớt tiền tới cả 2/3 lần các anh chị. Bộ Transformation thời đó chỉ có là $385 thôi, 350 thôi, trong khi đó những dòng sản phẩm bên ngoài cộng lại hết những đồ cao cấp nó lên tới cả $1,000, mà cái kết quả mình nhận được chỉ là một cái làn da sáng thôi. Nhưng mà đối với Nu Skin mình nhận được là một cái làn da sáng, sạch và trẻ, khỏe ra. Thì cái đó là chia sẻ của Đoan Trang. Ok, cảm ơn chị Đoan Trang rất là nhiều. Anh thấy rằng là có rất là nhiều người giơ tay, rất tiếc là thời gian chúng ta không có đủ của ngày hôm nay. Anh có cái lời đề nghị như vậy này, học bể học mênh mông mà chúng ta sẽ học hoài không có hết. Lúc mà anh tham gia Nu Skin thì anh học được một cái điều như vậy này, là có những cái sản phẩm gọi là làm đẹp, có những cái sản phẩm gọi là mỹ phẩm, mà có những cái sản phẩm gọi là chống lão hóa. Và về cái khía cạnh này thì chắc để hỏi Nhung thì chuyên môn hơn. Nhung nói thế như thế nào vậy? Tại vì có thể có rất là nhiều người không có hiểu được là có những cái sản phẩm để gọi là tô trét thôi, tức là trang điểm đó, và có những cái sản phẩm để mà dưỡng, và có những cái sản phẩm gọi là chống lão hóa hay là bảo trì hay là tái tạo. Vậy thì dòng sản phẩm của Nu Skin có những cái điểm đặc biệt như thế nào, thì trong vòng một phút Nhung có thể chia sẻ với một chị anh chị em đấy. Giống như là Nu Skin á, khi mà mình xài mà mình giống như mình be patient với nó, mình kiên nhẫn với nó đó, thì mình sẽ thấy cái kết quả. Cái kết quả mà về mà chống nhăn của nó là hoàn toàn là em tin tưởng, là tại vì em đã đọc hết mấy cái research của mấy cái quyển sách của những cái người họ làm research á, là nó work từ như là da của mình nó có ba cái thượng bì, trung bì với lại hạ bì, thì nó underneath và nó làm cho cái da mình nó tác động dưới luôn á. Ví dụ như even da của mình mà nó bị break hay bị gì á anh, khi mà nó vô cái serum của đó nó chảy vô là nó làm cho giống như cái dây thun vậy đó, nó rất giống như cái da mình giống như dây thun vậy đó, nó rất là giống như là nó hết cái độ đàn hồi rồi. Thì khi mà cái chất mà True Fee đó nó vô đó thì nó làm cho nó cái độ đàn hồi nó bao bát trở lại. Nó có hyaluronic acid nè, elastin đồ, em nói chung là nó rất là tốt. Khi mà mình xài mà đúng thời gian, đúng cách á, thì mình sẽ thấy cái kết quả là thật luôn. Còn những cái nhiều, rất là nhiều sản phẩm ngoài kia, khi mà mình xài lên thì nó xịt ở trên cái bề mặt, có nghĩa là nó chỉ vậy thôi, không có last về những cái giống như là tương lai sau này, nó không có cái đó. Còn cái này khi mà mình đã giống như plan rồi, nó have a good cái, thì cái kết quả nó khác. Dạ. Giống như là
khi mà mình bỏ một anh nghe là anh hiểu rồi đó. Thẩm thấu khi mà sorry em nói tiếng gì cái rút nghĩ ra dạ. Nhưng mà em nói dạ. Nhưng mà khi mà nó vô trong cái da mình á, vô lớp dưới rồi nó làm cho nó bao bát trở lại nó. Với lại cái thứ hai nữa là trong Nu Skin á, cái serum của nó tái tạo lại cái tế bào mới. Cái những cái tế bào chết á, nó đẩy đi, tái tạo lại những cái tế bào mới thì cứ tái tạo mô những cái tế bào mới thì cái da mình nó có sự đàn hồi chắc chắn hơn, nó săn chắc hơn. Dạ. Rất là tuyệt vời. À, với cái thời gian ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ anh thấy có nhiều câu hỏi lắm, ví dụ như là da bị mụn bây giờ, bị lỗ trận lỗ thì là lồi lõm thì cái nào, rồi có người dùng spa bị nổi mụn thì làm như thế nào đó. Vậy thì như vậy nè, ngày mai chúng ta vẫn còn Zoom và ngày mai sẽ có người host khác, nhưng mà có thể chúng ta sẽ dành nguyên cái ngày mai để mà đặt những câu hỏi này và trả lời từ đầu tới cuối. Thì chúng ta sẽ có cái thông tin của ngày mai sau. Tuy nhiên có một vài điều anh muốn nói với các anh chị đó là trong cái vai trò của mình đó, ngoài cái việc sử dụng sản phẩm thì chúng ta nên tìm hiểu rõ hơn về cái sản phẩm chúng ta đang sử dụng. Tại vì có nhiều người sử dụng cái này, sử dụng cái kia rồi trộn lẫn lung tung đó, cũng chưa hẳn tạo ra cái kết quả. Nhưng mà cái tuần này đó, các anh chị thấy là cái tuần này có rất là nhiều call liên quan về sản phẩm, về da. Thì chúng ta ý thức, ngay cả chính bản thân anh mình cũng ý thức rằng vậy thì có rất là nhiều cái điều liên quan về da mà chúng ta không có nắm. Có rất là nhiều điều liên quan về sản phẩm của Nu Skin mà chúng ta không có nắm. Và ngay cả cái việc là phân biệt cái sự tối ưu của sản phẩm Nu Skin ở đâu đó, chúng ta không có nắm. Và một phần nào đó để chúng ta có thể được trả thưởng cao thì chúng ta cần phải có cái sự chuyên nghiệp và chuyên môn trong từng cái lĩnh vực của mình làm. Và cái việc mà học những cái sản phẩm, nó là một cái trách nhiệm để mỗi người chúng ta làm, không phải là chỉ có học ở trên Zoom không. Tại vì nếu mà ví dụ như có anh chị em đặt câu hỏi chứ là sản phẩm xài sản phẩm mụn bây giờ bị lồi lõm thì xài cái gì, chúng ta đừng có chờ để nhận câu trả lời trên Zoom, chúng ta phải đi tìm hiểu. Và khi có rồi thì có thể chúng ta sẽ quay lại để mà chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm đó cho mọi người biết. Đây không phải là lần duy nhất mà Nhung sẽ có mặt ở trên Zoom. Nhung và một số anh chị em trong nhóm Skin Care, nhóm chăm sóc da, nó sẽ tiếp tục có mặt để mà chia sẻ với các anh chị và mong rằng sẽ trả lời được tất cả những câu hỏi đó. Riêng ngày hôm nay thì anh cũng cảm ơn Nhung, lần đầu tiên lên Zoom anh cũng có thể nhận thấy được cái sự lúng túng một chút, nhưng mà anh nghĩ rằng là ngôn ngữ cũng là một cái vấn đề, tại vì Nhung cố vấn tư vấn tiếng Anh, học tiếng Anh nhiều hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì có cái lời cuối gì mà Nhung muốn nhắn gửi cho mọi người không? Dạ em cũng cảm ơn anh An với cảm ơn mọi người đã cho dành thời gian cho em chia sẻ. Nói chung là có rất là nhiều điều em còn thiếu sót, với lại em cũng rất là muốn chia sẻ. Nhưng mà ba cái điều em muốn mọi người xài mỹ phẩm á, là cái bước thứ nhất là mình xài mỹ phẩm mình phải rửa mặt thiệt là sạch, đừng có que mỹ phẩm mà đi ngủ. Dạ. Thì cái bước thứ hai á, là khi mà mình xài mỹ phẩm á, thì mình phải xài đúng cách. Tại nếu mà mình xài đúng cách mình sẽ có kết quả tốt. Với lại cái thứ ba là khi mà mình có một cái sản phẩm mà dưỡng da đẹp mà tốt rồi đó, thì những cái mỹ phẩm hay là gì mình xài lên là nó không có bị hư da. Rất là tuyệt vời, anh cảm ơn Nhung. Và có một cái câu hỏi này anh sẽ hỏi những người khách hàng khi họ nói là tôi xài cái này đẹp, tôi xài cái kia đẹp. Anh sẽ hỏi như vậy này: sau khi bạn đã tẩy rửa hết tất cả những cái gì mà bạn đang có trên mặt của bạn, thì cái làn da của bạn như thế nào? Cái mức độ hài lòng với cái làn da của bạn từ 1 tới 10, sau khi bạn đã tẩy rửa hết tất cả, thì mức độ hài lòng của bạn nằm ở đâu? Đó mới là cái sự đo lường thực sự. Tại vì khi mà chúng ta xài sản phẩm Nu Skin đúng, theo đúng rồi đó, thì khi chúng ta rửa mặt sạch sẽ rồi, chúng ta vẫn hài lòng với cái làn da đó. Nên là đó là một cái sự khác biệt rất là lớn các chị nhé. Và chúng ta nên lưu ý. Một lần anh cảm ơn Nhung đã chia sẻ hôm nay. Cảm ơn các chị đặt câu hỏi. Và chúng ta sẽ hẹn gặp mọi người trong những lần tới đúng không? Trong những cái chương trình chia sẻ lần tới. Ok, cảm ơn Nhung và cảm ơn các chị. Hẹn gặp lần sau. Và các chị nhớ nhé, ngày mai vào đúng giờ, vào sớm thì tốt hơn. Các chị có thể nhắn câu hỏi trước để ngày mai các chị có thể nhận được câu trả lời. Ok, và xin cảm ơn các chị một lần nữa. Thank you.